1. Người quân tử giúp người mà không so đo, tính toán. Kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người. Người quân tử hòa mình, chứ không cùng người khác câu kết, móc ngoặc. Nhưng kẻ tiểu nhân lại câu kết với người khác mà không hòa mình, cho dù bề ngoài thì tưởng như hòa mình với mọi người. Hai, có ba hạng bạn bè tốt và có ba dạng bạn bè là nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn nghe nhiều học rộng là bạn bè tốt. Bạn thường làm bộ làm tịch, bạn ưu chiều chuộng và gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm, đừng chơi. Ba, điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu, lo nghĩ chính là bổng lộc, lợi ích.